ngày đầu tiên không ghi nhận ca mắc mới trong đợt dịch phức tạp tại Đà Nẵng. Bệnh nhân 33 tuổi và 47 tuổi tử vong vì bệnh lý nền và mắc COVID-19. Phú Lê khai nhận chỉ đạo đàn em hành hung Đào Chi Lê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Ngày đầu tiên không ghi nhận ca mắc mới trong đợt dịch phức tạp tại Đà Nẵng. Sáng 10 tháng 8, Bộ Y tế cho biết sau 18 ngày diễn biến dịch phức tạp ở Đà Nẵng không phát hiện ca mắc mới COVID-19, nhiều địa phương đang tiến hành làm xét nghiệm PCR để sàng lọc, phát hiện sớm ca bệnh. Theo đó, tính đến 6 giờ ngày 10 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 841 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh, được cách ly ngay. Tính từ ngày 25 tháng 7, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng, tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay, 384 ca, từ ổ dịch Đà Nẵng, 269 ca mắc. COVID-19 gây ảnh hưởng đến 14 tỉnh thành khác, với các ca bệnh đầu tiên liên quan đến Đà Nẵng, tiếp xúc với bệnh nhân liên quan đến Đà Nẵng. Liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn, ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 9.682 trường hợp F1, 10.133 trường hợp F2. Ngành y tế Đà Nẵng cũng đã thực hiện lấy 43.472 mẫu, trong đó 40.075 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các đơn vị xét nghiệm tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các mẫu còn lại. Liên quan đến diễn biến dịch COVID-19, đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là rất lớn với 182.267 trường hợp. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 5.139, cách ly tập trung tại cơ sở khác 28.408, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 148.720. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã điều trị khỏi 395 ca bệnh. Trong đó, bệnh nhân còn lại có 46 trường hợp đã âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoV-2. Việt Nam cũng ghi nhận 11 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Các bệnh nhân tử vong đều rơi vào nhóm bệnh nhân phát hiện tại Đà Nẵng, Quảng Nam từ ngày 25 tháng 7 đến nay và đều có sẵn bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, ung thư. Bệnh nhân 33 tuổi và 47 tuổi tử vong vì bệnh lý nền và mắc COVID-19. Đây là hai ca tử vong do bệnh lý nền và COVID-19 thứ 12 và thứ 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Sáng 10 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng đã thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca tử vong do bệnh lý nền và COVID-19 thứ 12 và 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân 430, bệnh nhân nữ, 33 tuổi, địa chỉ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tiền sử, suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, nhiễm trùng huyết. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân mệt nhiều, khó thở, đi khám, nhập viện điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng, được chuẩn đoán viêm phổi cấp do COVID-19, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 30 tháng 7, bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, cơ sở 2 và được lọc máu liên tục. Ngày 1 tháng 8, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy. Ngày 3 tháng 8, bệnh nhân được đặt ECMO, phổi nhân tạo. Ngày 9 tháng 8, 22 giờ 30, bệnh tình bệnh nhân nguy kịch, xuất hiện ngừng tuần hoàn hô hấp. Ngày 10 tháng 8, 0 giờ 30, bệnh nhân tử vong. Chuẩn đoán tử vong, viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy đa tạng, không hồi phục, sốc nhiễm trùng nhiễm độc trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc màng bụng chu kỳ và suy tim tăng huyết áp. Bệnh nhân 773, nữ, 47 tuổi, địa chỉ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tiền sử, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đã chạy thận nhân tạo chu kỳ và đặt stent, suy tim, tăng huyết áp. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân được cách ly xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 4 tháng 8, bệnh nhân xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển lên khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 6 tháng 8, bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm Y tế Hòa Vang để điều trị. Ngày 9 tháng 8, 19 giờ 30, bệnh nhân suy hô hấp, thở máy, đặt nội khí quản, phải sử dụng thuốc an thần, thuốc trợ tim. Ngày 10 tháng 8, 0 giờ 45 phút, bệnh nhân hôn mê sâu, nhịp tim rời rạc rồi ngừng hẳn. 1 giờ 15 phút, bệnh nhân tử vong. Chuẩn đoán tử vong, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ và mắc COVID-19.
Đến nay, Việt Nam ghi nhận 13 trường hợp nhiễm COVID-19 tử vong, gồm bệnh nhân 426, 428, 429, 430, 437, 456, 475, 496, 499, 524, 651, 718 và 737. Phần lớn họ đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền. Phú Lê khai nhận, chỉ đạo đàn em hành hung Đào Chi Lê. Ngày 9 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệu tập 14 đối tượng liên quan băng nhóm tội phạm do Lê Văn Phú, Phú Lê, sinh năm 1980, quê ở Yên Bái cầm đầu. Phú Lê được giới trẻ biết đến là một giang hồ mạng với nhiều livestream, clip, thậm chí cả phim mạng chửi bới, kích động. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thụy, sinh năm 1995, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng đồng phạm. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thụy liên quan đến việc hành hung, gây thương tích đối với bà Nguyễn Thị Nga, 69 tuổi, và bà Nguyễn Thị Bé, 67 tuổi, em gái bà Nga, ở xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội, bị thương phải nhập viện điều trị. Trong đó, Thụy trực tiếp tham gia việc đánh bà Nga và bà Bé vào trưa ngày 3 tháng 8. Trước đó, chị Trần Thị Đào, sinh năm 1990, quê ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, có biệt danh là hot girl xăm trổ Đào Chi Lê, trình báo gia đình chị bị một nhóm xã hội đen đến tận nhà hành hung, khiến mẹ và dì là bà Nguyễn Thị Nga và bà Nguyễn Thị Bé bị thương phải nhập viện điều trị. Thời điểm bị đánh, bà Bé đang quét sân thì có hai nam thanh niên đi xe máy đến trước cổng hỏi có phải nhà chị Đào không để vào mua chó. Thấy người thanh niên gọi đúng tên cháu gái mình nên bà Bé nói đúng rồi. Bất ngờ, đối tượng nhào vào dùng hung khí vụt trúng chân bà Bé. Nghe tiếng kêu cứu, bà Nga đi ra tiếp tục bị đối tượng vụt vào chân. Sau khi đánh người, hai gã trai lạ mặt nhảy lên xe phóng đi. Bà Bé và bà Nga được đưa tới bệnh viện sơ cứu, may mắn thương tích không nặng. Vụ việc ngay sau đó được chị Đào trình báo cơ quan công an. Rà soát các mối quan hệ của chị Đào, lực lượng chức năng xác định Đào có mâu thuẫn với vợ chồng Phú Lê và Lã Thúy Kiều, sinh năm 1985, quê ở Hà Nam. Hiện, trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đáng chú ý, sau khi mâu thuẫn xảy ra, Phú Lê đã livestream trên mạng xã hội kêu gọi đàn em ở các nơi tìm cặp Đào Chi Lê nhằm đòi lẽ phải cho vợ mình. Theo chị Đào, chị và vợ chồng Phú Lê quen biết nhau khi thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017. Sau đó, Lã Thúy Kiều nhiều lần mời Đào Chi Lê về nhà để quảng bá sản phẩm cho mình. Sau thời gian hợp tác, chị Đào tách ra làm riêng thì bị vợ Phú Lê nói xấu, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Chính vì vậy, ngày 18 tháng 7, chị Đào đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân, nói ra những suy nghĩ, thắc mắc của mình tại sao lại bị đối xử như vậy. Ngay trong tối 18 tháng 7, Lã Thúy Kiều đã huy động đàn em đến tìm gặp chị Đào đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh chị Đào sẽ được 20 triệu đồng. Chị Đào muốn gặp vợ chồng Phú để hòa giải, nhưng Phú không đồng ý, cử đàn em khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại nhằm đe dọa và truy tìm để hành hung. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ Phú Lê và vợ là Lã Thúy Kiều chính là những đối tượng có liên quan đến vụ án trên nên đã triệu tập, làm rõ. Tại cơ quan công an, Phú Lê khai nhận do Kiều mâu thuẫn với Đào Chi Lê nên ngày 2 tháng 8, trong lúc vợ chồng Phú Lê ăn uống cùng với đám đàn em ngồi ăn uống ở khu vực Hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai thì Phú đã kể lại câu chuyện trên, muốn dằn mặt Đào. Thụy đồng ý sẽ đến tận nhà chị Đào để đánh dằn mặt. Chính vì vậy, Phú Lê đã giao việc hành hung chị Đào cho Thụy và Trần Văn Tư, sinh năm 1988, quê ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Sáng hôm sau, Thụy và Tư đi xe máy về huyện Đan Phượng tìm đến nhà Đào Chi Lê. Trên đường đi, chúng dừng ở một cửa hàng vật liệu xây dựng, mua tuyếp sắt, làm hung khí gây án. Sau khi đánh bà Bé và bà Nga, các đối tượng bỏ chạy trên đường D về Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm. Quá trình bỏ chạy, cả hai cởi áo chống nắng, vứt khẩu trang cùng tuyếp sắt nhằm phi tang. Được biết, Phú Lê được giới trẻ biết đến như một ca sĩ giang hồ, với vẻ bề ngoài khá bặm trợn, đầu chọc lóc, cơ thể phủ kín những hình xăm, cũng là diễn viên nghiệp dư với nhiều bài hát, phim ca nhạc nói về giang hồ. Trong đó, bài hát được nhiều quán cà phê hay mở là Đời là thế thôi và câu nói Khổ trước sướng sau thế mới giàu được nhiều người trẻ truyền nhau. Điều gây chú ý hơn là khi xuất hiện trong các clip livestream trên mạng xã hội và YouTube, số trang sức vàng Phú đeo trên người gồm vòng cổ hình đại bàng, nhẫn, lắc tay, đồng hồ, thậm chí dây thắt lưng. Phú Lê còn lọt vào top nổi tiếng trên mạng xã hội như Khá Bảnh, Phúc XO hay Huấn Hoa Hồng. Nhờ vẻ bề ngoài bặm trợn,
kỳ dị, Phú Lê đã được một số thanh thiếu niên quan tâm, theo dõi, thậm chí ủng hộ. Facebook Phú Lê có hơn 400.000 người theo dõi với nhiều hình ảnh đeo trang sức màu vàng kín người. Riêng kênh YouTube riêng gần 2 triệu đăng ký, đăng tải những tác phẩm âm nhạc, phim ca nhạc, nội dung giảng đạo lý, tình anh em giang hồ cùng nhiều cảnh quanh bạo lực nhưng có tới hàng triệu lượt xem. Lã Thúy Kiều cũng là đối tượng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Facebook cá nhân của Kiều livestream bán hàng và có gần 120.000 lượt theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!